bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu, khi quên tôi thế gian là tiếng chê bài cười đùa xa lánh, tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình cũng chán duyên khác, thế sao nơi để tôi sống im. Chào em. Hello anh. Chào em. Em tên là Doãn Bá Mảnh, nhưng mà thực chất tên ở nhà của em thì hay gọi là Ken hoặc là Luồng. Thế bây giờ anh có thể gọi em là tên gì? À, anh gọi cho em Luồng cũng được, tại vì em cũng chơi không cao lắm. Ok, Ken. Công việc chính của em là ca sĩ, là hát tự do. À. Và chủ yếu là đi dạy thanh nhạc cho mấy bé, với lại mấy ca sĩ mà cần luyện thanh. Dạ, có dạy đàn luôn không? Đàn thì em không chuyên, em chỉ biết đến với để chơi phim thôi. Em bắt đầu đi hát từ bao nhiêu năm rồi? Em học thì là đã lâu rồi, còn đi hát với lại chuyên sâu vào trong ngành á thì là cũng gần được 4 năm rồi. Với cái ngoại hình đáng yêu như vậy và rất là nhiều tài lẻ, hát rất là hay, đàn thì giỏi, thì anh cũng như mọi người cũng đang thắc mắc là không biết em có người yêu chưa? Dạ, em sẽ có, đã có người yêu chứ. Đã có người yêu? Dạ. Có nghĩa là người ta không thoát được đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ anh có thể mời cả một cặp đôi của mình lên chương trình luôn được không? Dạ được chứ, tại vì người yêu em đang ngồi ngoài. Ok, và thế mời bạn ấy vào nhé. Dạ vâng ạ. Map ơi. Hello. Em là Tuân đến từ chương trình Real Life Sống Thật. Hôm nay xin phép một tí thời gian của cặp đôi của mình. Xin chào Minh Tân, xin chào chương trình Real Life ạ. Mình tên thật là Lưu Chí Nghĩa. Hiện tại công việc của mình là một hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Xin chào các bạn, chúng mình là Mập và Lùng. Mập thì đang là hướng dẫn viên du lịch, còn Lùng đang là giáo viên dạy thanh nhạc. Chúng mình đã 3 năm yêu nhau trong một lần tình cờ, và người ta gọi đó là cái định mệnh. Cái định mệnh giúp cho hai con người xa lạ gắn kết với nhau và không thể xa rời nhau. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu của chúng mình nhé. Cái biệt danh này là mình có trước khi mình quen nhau hay là mình quen nhau rồi mình đặt cho nhau là biệt danh Mập và Lùn? Quen nhau rồi mới đặt, vì thấy ngoại hình rồi mới đặt được hình giống mình tên. Tại vì mình mập nè, mình mập hơn Lùng, mà Lùng thì lại thấp hơn mình, nên là hai đứa đặt một cái tên như vậy. Với do là mình rất là thích coi phim Thái Lan á, có một cái bộ phim cái nhân vật đó giống Lùng á, nên là trong cái phim đó cũng Lùng luôn, nên là mình gọi là Lùng. Lùng rất là tham gia mấy cái show giống như vậy này, khi mà mình tham gia bắt buộc mình cũng phải hỏi Lùng trước và coi chương trình đó như thế nào, làm sao mà mình gặp được nhau nhỉ. Có vẻ nhạy cảm. Hai đứa mình là có sử dụng một cái ứng dụng. Nhờ cái ứng dụng đó thì hai đứa mới quen biết nhau. Mới biết nhau. Vì sao mình nhận ra nhau? Trời chuyện sắp mưa. Vào tháng trời chuyện sắp mưa thì em có vô trong cái ứng dụng đó. Em có xem hình, em lượt lượt xem thì thấy anh Bạc này. Em là em mê du lịch. Thấy ổng chụp hình quá xấu ảo. Cái ai dèm đúng gu của mình. Mình vô mình like thôi, mình chỉ bảo like thôi. Là like vì cái ảnh đó, là vì cái phong cảnh ở trong ảnh đó hay là vì cái con người đó? Chắc là phong cảnh thôi. Không, ảnh rất là sống ảo. Ảnh rất là đẹp, em mê cái ảnh đó. Thì em like từ đầu tới cuối, dần như là từ đầu tới cuối. Nói chung là giống như bảo like xong rồi cái Mập mới thấy như vậy. Mập nói là, trong đầu Mập nghĩ là trời, cái đứa nào mà nó khùng, nó điên dữ vậy mà nó đêm không đêm khuya buồn mình chứ. Đi like hết thì mình cũng rất là tò mò, nghĩa là mình cũng rất là lịch sự, thì mình cũng phải vô coi cái profile đó của các bạn này như thế nào, thì mình lại nói thì lại là gu của mình, thì tất nhiên là mình phải đáp trả lại một cái đề rất là lịch sự thôi, thì mình sẽ nhắn tin là cảm ơn bạn đã like hình mình. Và nhờ cái tin nhắn đó thì hai đứa cứ nói qua nói lại thì đâu tới khoảng 3 giờ sáng. Cái cuộc nói chuyện đấy là nó về cái gì? Tại vì giữa đêm tức tần tật luôn, có nghĩa là giống như là tìm được một cái người giống như mình trải lòng được với họ. Bắt đầu những cái câu chuyện hỏi thăm được đơn thuần giống như những cặp đôi khác, bạn tên gì, nhà ở đâu, thì sau đó bắt đầu thì Mập lại kể cái câu chuyện của Mập cho Lùng nghe. Những nghe là những cái câu chuyện về cuộc tình trước, kể cho Lùng nghe một cách rất là thoải mái, không có một kiểu gì mà để ngăn cản hết. Thì sau đó thì hai đứa mới phải là xin số điện thoại để xong xài cái ứng dụng đó nữa, cái là thoát khỏi cái ứng dụng đó, và bắt đầu là đến với cái mục là Zalo. Thì Zalo thì bạn này lại xài hai số, thì mình ép không được, mình nói ủa sao số điện thoại này giống số ma quá. Cái xong mình mới quay ngược lại trên cái ứng dụng đó, thì mình lại hỏi
chơi vậy không có được nha, chơi vậy là chơi kỳ. Thì ra thì bạn này xài hai số, thì tới 3-4 giờ sáng vậy đó mà mưa gió thì ầm ầm, hai đứa mới quyết định là không có xài cái ứng dụng đó nữa, xóa luôn, hai đứa cùng xóa cái ứng dụng đó luôn. Nên là bắt đầu mới hỏi nhà. Hỏi nhà luôn. Nhà em ở đâu, nhà ở đâu vậy đó. Em nhà ở đâu thế. Cái kiểu vậy đó. Rồi xong rồi cái hai đứa mới, ớt vậy là gần nhà hả? Thì đang cùng một cái hẻm luôn, nhưng mà đứa đầu đứa cuối. Thì Lùng mới nói thôi giờ gặp nhau luôn đi. Thì Mập mới nói trời, tôi đang mặc đồ ngủ mà bắt tôi đi ra ngoài đường, tôi đứng tôi ngó ai ngoài đây mà mưa gió bão bùng. Hai đứa mình cứ tiếp tục cái câu chuyện như vậy. Vấn đề là tôi để có gặp nhau không? Không gặp, không hề gặp mà chỉ có thấy hình ở trên cái ứng dụng đó và trên Zalo thôi. Gu của Mập á thì Mập lại thích cái gì nó dễ thương, nó nhẹ nhàng, nó baby. Nhưng thật ra là lúc mà còn chơi cái ứng dụng đó thì rất là nhiều người cũng nhắn tin này kia nọ, nhưng mà mình lại từ chối thì mình còn bị người ta chửi là mình chảnh, nên nói là xấu quá mà lại chảnh. Nhưng mà gặp Lùng thì giống như là mình nói thẳng là giống như là tiếng sét nha, đóng một cái bùm. Ngày hôm đó tiếng sét đùng đùng lắm. Mà tiếng sét cũng đùng đùng, trời mưa gió đùng đùng luôn. Từ cái ngày nói chuyện đến bây giờ là bao lâu rồi ha? 3 năm. 3 năm rồi. 3 năm, nhưng mà 3 năm đó là trong thời điểm đó là gần như là nó nhiều cái không phải là thuận lợi hết mà không phải là khó khăn hết. Cái cách của Mập kể câu chuyện đó nó giống như là mới tháng trước á, nó vẫn còn cái niềm hứng khởi đó, nó vẫn còn những cái nhiều nghe giống như là kiểu giống như là mới quen nhau rồi, chứ không phải là cái chảy câu chuyện đó. Tuân nghe Tuân nghĩ là chắc mới quen được một vài tháng nghe đúng nó không? Rất là hào hứng. 3 năm nhưng mà Minh Tuân nhìn thấy là tụi này giống như là mới quen. Đúng, chính xác. Tại vì do là hai đứa giống như là thống nhất với nhau, hoặc là một cái điều mà giống như sự ràng buộc là giống như chúng ta là ngày đầu mới yêu vậy, mới yêu và mới gặp nhau. Thống nhất với nhau là một chuyện, nhưng làm sao để làm được cái điều đó? Thấy gì chứ hai đứa gây lộn vậy à? Hầu như là không ngày nào mà không gây lộn, ngày đó không có vui. Không gây là ăn cơm không ngon hả? Đúng rồi, chắc vậy. Chắc vậy. Đến việc luôn, sẽ phải kể về cái chuyện tình của mình. Chứ không thể để một người nãy giờ cứ phải chèo lái được. Làm sao để hai người có thể lúc nào cũng cảm giác cái năng lượng nó tươi mới như vậy? Bọn em hay dành cho nhau những cái là giống như là sở thích thì cùng nhau, nhưng cái gì giống như là đi shopping cùng sở thích như vậy thôi, chứ mà đi mà lựa cái áo này hay cái áo này cùng quá hẳn hay nhận tiếng. Nhưng mà nói anh thích màu trắng bạn này thích màu đỏ, cùng một style đây cái Mickey như vậy đó, thích shopping như vậy nhưng mà thích style khác. Rồi cái em đi du lịch làm biến đi bộ, nhưng mà em lại ghi đi bộ. Nhìn tướng của hai người có thể suy nghĩ ra. Tại vì tôi mới không có nghĩa là mình đã làm hướng dẫn đi qua mình nhiều đi rồi. Trời, bây giờ tự nhiên cái bắt đi ra phố đi bộ vậy đó, đi vòng. Mập hỏi ủa ngoài đó có cái gì vui không? Nhưng mà cũng như vậy thì cũng có một cái sở thích là buổi tối thì hai đứa cứ lấy xe máy cái chạy vòng thấy sằng về kiểu vậy. Tuân có thói quen đó, có thể cứ đi một mình luôn á, nhưng mà đi dạo loanh quanh xong rồi suy nghĩ được nhiều cái. Thế là hai đứa này không đi suy nghĩ, hai đứa này đi nói chuyện thiên hạ. Nói chuyện thiên hạ, gặp chuyện gì bắt chuyện đó. 3 năm nay cái thói quen này nó vẫn giữ như vẫn vậy. Giữ ngày nào cũng vậy, trừ khi là Mập đi tour thôi. Còn tất cả thì ngày nào mà hai đứa ở nhà thì là điển hình là mới tối hôm qua cũng không đi ngoài đường. Mập đi tour thì một tháng của mình á sẽ phải xa nhau tầm bao nhiêu ngày? Nếu mà nói về mùa cao điểm á thì gặp nhau chắc khoảng 4 tiếng, và còn lại đều là nói chuyện bằng FaceTime hết, hoặc là gọi bằng Facebook với nhau nhìn thấy vậy thôi. Ví dụ như có những cái trường hợp mà Lùng như chưa thấy tuyết, cái Mập sẽ gọi lùng tuyết rơi nè Lùng, hoặc là lùng lùng lá vàng lá đỏ. Thì thật ra thì Lùng chưa được đi đến, tại vì mỗi năm thì mỗi đứa này hứa với nhau rằng là sẽ cùng nhau đi du lịch. Năm nay thì cái dự án này nó bị bể là do là Mập phải hoàn thiện cái ước mơ đó là xây cái nhà. Hiện tại là nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, thì chắc là khoảng năm sau khi mà ổn định mọi thứ lại rồi thì là hai đứa lại đi tiếp tục lại đi. Ấy nói như vậy chứ năm nay mình được đi 2 tour rồi mà. Em được đi được Mập dẫn đi là trúng ngày sinh nhật Mập, đó là đi Singapore. Đi Singapore. Với lại đi Thái Lan, đi chung với lại team du lịch bạn chung với nhau. 3 năm đi mình đã trải nghiệm rất là nhiều điều về nhau rồi. Điều nào mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi mà mình có được đối phương? Yêu đúng gu, yêu đúng người, yêu đúng thời điểm. Còn về Mập đối với Lùn này? Mập đối với Lùn thì chắc chắn là một cái người mà Mập đã phá vỡ được lời nguyền. Có nghĩa là mỗi thường thì bạn bè hoặc là anh em trên Facebook thì hay cứ nói là chắc này nó mới 3 tháng hoặc 4 ngày gì đó. Nhất là mấy anh chị nghệ sĩ thay lên rồi buông lời cay đắng. Như anh Hoàng Hiệp là 3 tháng á, cứ mỗi lần gặp hai đứa là... Tại vì em hay hát bên tụ điểm mấy đó nữa. Tới là khi nào chia tay, hay khi nào hai bên tôi chia tay. Cái hai đứa này nói nếu mà hai đứa mà chia tay sẽ live stream tát tên ông Thắng với ông Hiệp vậy. Không giống như là chị Mai Phương á. Cứ ủa còn quen hả? Mà chị Phương chưa bệnh á. Mình hạnh phúc nhất là quen Lùng là khi mà Lùng đã dẫn mình về nhà. Và bây giờ là trong gia đình của Lùng là coi mình giống như là một thành viên.
một thành viên trong gia đình. Và đó là cái điều mà từ đó đến giờ Mập chưa có, chưa bao giờ cảm nhận được ở những mối tình trước. Đúng rồi. Tuân thấy cái cuộc tình của Mập với Lùn á, nó khá là hoàn hảo, nó nhiều màu sắc lắm. Có phải là do cái tính cách của hai người khá nghệ sĩ không? Có thể với hai đứa hay kiểu mà trong một cái thời điểm nào đó mà tự nhiên hai đứa thấy nó ngột ngạt quá, nó khó khăn quá, thì tự nhiên hai đứa sẽ điên lên. Đi Vũng Tàu không? Đi. Đi. Đi là hai đứa sẽ không nói chuyện. Nhưng tới một cái đoạn đường dài tự nhiên hai đứa sẽ tự nói chuyện với nhau. Đang giận nhau đi, nhưng mà Mập sẽ nói: ê, đi Vũng Tàu không? Chứ không có Mập Lùn nha. Là trống không. Trống không, không có chủ ngữ vị ngữ gì hết. Có hôm á 9 giờ đêm rồi mà còn xách xe chạy đi Vũng Tàu. Tới Vũng Tàu là khoảng 12 giờ đêm, hai đứa cúng cười hề hề hề. Rồi ngủ giấc xong sáng hôm sau về thì mọi thứ lại trở về lại bắt đầu. Thường người ta giận nhau thì người ta sẽ không muốn nhìn thấy nhau luôn, chứ đừng nói đi chung. Còn hai đứa này mà giận nhau hỏi xíu hai đứa tự đến nhau. Có nghĩa là không giận nhau được. Thực ra mình rất là nóng tính. Khi mà mình nóng tính như vậy thì bản thân mình chỉ có dìm lại bằng cách là quăng bằng này đi ráp về. Đó, bạn này bị đi đắp mấy lần rồi. Giống em đi diễn ở sân khấu Trần Hữu Trang á, ổng ngồi chờ giống em hồi nãy, chờ ngồi vậy đó. Chờ ngoài xong rồi cái tự nhiên: sao lâu quá vậy? Sao giờ chưa diễn nữa? Nói để đợi em tí, em chưa diễn mà thì đợi đi. Lâu quá vậy? Cái nạt hôi đó, chạy về luôn. Tí nữa cứ ra gọi: ở đâu rồi? Về rồi. Đi đắp về đi. Đi đắp về đi. Ngồi xong lại đi ráp. Không tin đúng không? Thực lên cơn vậy luôn đó. Lên cơn vậy đó. Giận hồi xong rồi đi ráp thì đi ráp về. Tại vì ổng hay bỏ tiền vô trong rap request của em á, thì là em có đi rap về thôi chứ không có sợ gì hết. Với lại có tính hay sẵn đó là hễ mà làm chi làm cho mình đau bụng anh, dù như thế nào là 1, 2 về tới nhà hoặc là ra quán ăn chứ không có nghĩ em như thế nào hết trơn. Lên cơn lắm. Sâu đói. Sâu đói cực kỳ. Cứ mà đói bụng là phải cho ăn đi, là muốn làm gì làm, không cho ăn là sẽ có cái chuyện là sẽ có cái chương trình là đi chạy đen luôn. Nó giận cũng không giận, mà điên cũng không điên, mà khùng khùng cũng đừng. Mà tới nỗi mà nguyên một nhóm bạn chơi chung á, mỗi lần mà tới quán ốc đó là nói là: nè, đừng có kêu món hào nha. Kêu món hào là hai đứa nó sẽ gây lộn, hai đứa nó sẽ bỏ về. Đúng là một đứa sẽ đi ráp, một đứa sẽ ngồi lại. Có một con hào thôi mà dành ăn xong rồi giận cấu lên vậy đó, rồi xong cái rồi bỏ về. Cái Mập lấy xe Mập tê 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 quyến quán ốc ai cũng nhìn hết. Có nghĩa là mình rất là khùng. Cái tật xấu của Mập là xấu đói, hơi khùng. Còn tật xấu của Lùn là này hả? Trời ơi, thôi khỏi lem bèm suốt ngày. Mình đó thì không có chỉnh chu lắm, thì Lùn hay chỉnh chu. Ví dụ như Mập ơi bận cái này nè, để nó thôi vô, tôi muốn bận gì tôi bận vậy, miễn sao tôi không có làm gì xấu là được rồi. Quý ghét nhất là xài điện thoại là không bao giờ mở chuông, có cần việc gì gọi là gọi hoài gọi không được. Thế thì mình lại rất là khó chịu. Nó nói: ủa vậy xài điện thoại yên chi, thì xài điện thoại giờ đem ra solo cán luôn đi. Em đi dạy á thì là nó sẽ một số hạn chế, với mày là em dạy trung tâm hoặc là dạy ở trên trường đi, nên là cái việc đi dạy thì nó sẽ hạn chế vì cái sự mà ồn ào trong tiếng chuông này nọ. Ngủ là không bao giờ ngủ mà kiểu ngủ xấu tính á. Có nghĩa là ngủ là kêu không dậy mà phải năn nỉ, cũng như là giống như là em bé vậy đó. Dậy vậy đó thì mới chịu dậy. Bạn này ngủ rất là xấu. Nãy giờ cái câu chuyện về tình yêu của Mập với Lùn á, Tuân thấy nó màu hồng luôn á. Tuân muốn nghe những cái điều màu xám một chút xíu về cái chuyện 3 năm trước. Khoảng trước 3 năm rồi. Khoảng mới quen nhau. Thời điểm mà mới quen nhau á là cái khoảng là gọi là đen tối nhất của hai đứa. Lúc đó là bắt đầu Lùn đưa mình về nhà giới thiệu với gia đình. Khi mà mọi người được thấy mặt mình á là báo chí đã lên trước rồi. Có một cái trang báo mạng nó chuyên về LGBT. Hai đứa thì nghĩ đơn giản là hai đứa tự thống nhất với nhau là được lên thôi. Khi mà lên thì bài báo đó là chị ba của Lùn á là cái người hơi bị sốc. Nên là chị ba đã gọi hotline lên trên cái trang đó, bắt tháo bài xuống luôn. Và lúc đó là mọi thứ nó sẽ bắt đầu nó gần như là bị đẩy vô đường cùng. Và lúc đó Mập gần sụp đổ. Mập mới nói là thôi nếu mà như vậy thì chắc là mình nên dừng lại. Nhưng mà chị ba nói về cái việc tháo cái bài đó xuống thôi. Nhưng mà chị ba có tác động gì đến cái mối quan hệ hiện tại của hai người luôn không? Thực chất là tại vì gia đình em á thì em cũng chưa come out. Nên là lúc mà đăng bài báo á là lúc mới quen, nên là chưa mọi người chưa biết gì hết. Cái vô trang cái Facebook của ông này thì chị ba, tại vì ông này cũng đẩy cái link bài đó lên trên Facebook của ông. Chị ba mới xem, chị ba mới hỏi. Cái chị ba cũng nói bình thường, nó ủa hai đứa đăng bài khi nào này nọ. Sau rồi cái nó dạ. Sau rồi chị ba mới gọi lên tổng đài, cũng không nói mình luôn. Bài đó lên khoảng 15 ngày, 10 ngày rồi đó. Rồi chị ba mới biết. Lúc đó dường như là hai đứa tới đây hết thôi. Tới đây là hết á. Nhưng mà sau đó khi tại đây chị ba thì hay quan tâm mấy chị em, anh em trong nhà đó. Cái ông này cũng nói chuyện. Xong rồi cái nó qua nó lại thì nó là: ừ, nếu như mà bây giờ em sống như vậy thì là chị chấp nhận như vậy, nhưng mà sống sao cho thấy mà hai đứa cảm thấy yêu thương nhau là được, chứ đừng để mà là yêu thương nhau trong mình nhưng mà ngoài xã hội lại ghét.
sau khi mà Lùng chia sẻ, nói chuyện, mình muốn chinh phục gia đình của Lùng bằng sự chân thành nhất. Nãy giờ thấy hai người nói chuyện hay vẫy tay một chút đó, thì thấy ở trên tay nó có có gì đấy. Cái câu chuyện này là mình vừa cười mình cũng vừa vừa đổi quần. Nếu như mà không mua cái nhẫn này á thì là có một buổi đi chơi du lịch cùng bạn bè, tính đi chơi xong rồi cái tim nó bị hụt mấy người, tại vì bị công việc mà rơi. Nói chung là không có đi được. Không đi được. Cái hai đứa đang vòng ngay chỗ phố đi bộ á, đang đi xong rồi cái nói là thôi đi vô trung tâm thương mại coi gì, tại vì là tính chất là thích shopping mà, tự tưởng là mình đi xem đồ, thì cuối cùng là vô BMG coi hết chỗ này hết chỗ kia thì lại một tháng nữa, nó mới còn tháng à. Mấy con thấy yêu nhau à? Cái lại chỗ này coi, bạn nhân viên nữ thì bạn hỏi hôm này thì nói là anh ơi, sao anh không dẫn chị nhà đi để thử luôn cái nhẫn này cho nó vừa. Nhân viên có duyên đúng không? Tại vì em coi đầu này thì ổng coi đầu kia thì bạn nhân viên tiếng ổng. Bạn này mới nói, bạn tôi đó, ủa vì hai, nãy giờ em xin lỗi anh. Em xin lỗi, bạn nhân viên xin lỗi không ạ bạn. Tuân biết không, Lùng rất là khó nha. Mập đi tour nha, gọi FaceTime là hỏi chiếc nhẫn đâu, không cho tháo ra nha. Nên là đeo suốt luôn á. Đeo tới đâu mà nó mập lên rồi nó vẫn cái dấu luôn. Bây giờ muốn tháo ra cũng không được. Không được luôn. Không tháo ra được. Tháo được chứ. Tháo ra rồi chuẩn bị đi nhận mới. À tháo ra đi nhận mới. À là có ý định là sẽ có gì đấy mới mẻ giữa hai người. Sẽ đó. Có. Nhưng mà bây giờ hai người đang sống chung với nhau rồi. Nếu mà nói sống chung thì cũng chưa. Hai đứa gần nhà nhau. Thế bây giờ Tuân muốn dẫn mọi người về một trong hai cái tổ ấm của mình được. Được, nhưng mà được. Nhưng mà do tại vì á bọn em đang xây nhà. Cái này bây giờ mọi người đến mọi người sẽ thấy được là cái hình ảnh cái ngôi nhà đó thôi, chứ bây giờ nó chưa có hoàn thiện. Hiện tại là nhà còn rất là bề bộn nha, Minh Tuân lý thông cảm. Đó. Wow. Đây nhà này là quá. Mình ở bao nhiêu thành viên ha? Nhà này thì Mập ở chung với ba mẹ với em gái là 4 thành viên. Rồi sau này thì có thêm Lùng, có thêm thằng em rể nữa. Đó. Thì sẽ ở chung với nhau. Thì nhà này thật ra là nhà cũ. Sau đó rồi đập xây lại xây mới. Thôi bây giờ mình đi ra ngoài đi nha. Ủa chị Duyên là ai? Chị Duyên là hàng xóm. Hàng xóm. Nói chung là mới dọn về thôi nhưng mà chơi rất là, chị em rất là thân. Chị em rất là thân. Chị ở đây 7 năm rồi đó. 7 năm rồi hả? Mẹ mà tưởng mới quen nhau ấy chứ. Đúng không? Thấy nhà đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp không? Đẹp đó. Khoe nhà giùm luôn thấy chưa? Được quá. Nhớ tiệm nhà. Chị ơi, chị theo dõi cái mối tình của hai bạn này á, có hai câu hỏi, một là bao nhiêu giờ bọn mày cưới, thứ hai là bao giờ bọn mày chia tay. Chị thuộc trường phái nào ở trong hai câu hỏi đó? Nói chung là chị thấy là hai bạn rất là dễ thương, thì chị cũng mong thì các sẽ có cái kết rất là tốt đẹp. Em cứ đi ra đi vô xong cái hello chế này nọ, cái này thấy dễ thương, cái thấy bạn này cũng vui dễ thương, cái là hai chị em bắt đầu đúng rồi kết bạn Zalo xong lại chơi với nhau. Em rồi cảm ơn em rồi gái nha. Không có gì. Dạ. Cảm ơn chị. Ok. Dạ. Chuẩn bị có học trò mới là con chị đó nhé. Ok chị. Rồi. Hai ơi, vô đây. Ủa, làm gì vui vậy? Vui lắm, hôm nay vui lắm. Chào em, anh là Tuân đến từ chương trình Real Life Sống Thật. Dạ, em là anh hai, em rồi ở nhà em có bao giờ gọi anh của em là Mập hay là cái tên khác ngoài anh hai? Không, kêu bà chế. Em gọi là bà chế từ bao lâu rồi? Không, nói chung là lâu lâu hay cảm ơn Facebook thôi, chứ anh hai vẫn kêu anh hai. Mối tình của anh hai với lại Lùn á, em biết lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Lâu lắm rồi hả? Lúc em mới biết á thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ cũng bình thường, như là đi điều tra thôi anh. Em đi điều tra hả? Đúng rồi. Em điều tra được gì? Em điều tra được nhiều lắm. Thường là anh hai em mà có bồ là em điều tra hết á. Điều tra trước xong rồi nếu mà thấy ok thì mình ủng hộ, còn không thì không cho quen. Khi mà em biết được người anh hai của mình á, người anh lớn của mình á ở trong cộng đồng LGBT á, dạ, thì em thấy như thế nào? Dạ em thấy bình thường, vui nữa. Tại vì cái môi trường công việc của em rồi đi em đi học thì nó cũng toàn là những người như vậy, mẹ thấy những người đó thì vui tính hơn, xong rồi dễ chịu hơn, xong rồi họ biết nhiều hơn, cái gu của họ cũng tốt hơn nữa. Rồi em có thấy bố mẹ có một cái ánh nhìn khó khăn gì khắt khe hơn khi mà biết được cái xu hướng của anh hai mình? Thì lúc đầu cũng có hơi, nói chung là trong nhà cũng có hơi xích mích đồ, nói chung là do là cái thế hệ đó thì nó hơi khác với mình. Rồi cái cảm nhận của em đối với Lùn là như nào? Bình thường thì em hay gọi Lùn là chị dâu trong nhà luôn. Ở nhà điện thoại rồi này kia gọi chị dâu, thì mọi người bên ngoài thì tưởng là một bà chị thiệt. Hai bạn này là thân. Tại vì anh hai thì đi tour, hai đứa này thì ở nhà. Thì hai bạn hay hẹn hò cà phê trà sữa, nó nghĩa là em gái cũng là một cái mắc nối để cho cái mối quan hệ này nó kháng khít, đúng không? Ví dụ tìm đây không được thì gọi đây, đây tìm đây không được cũng gọi đây. Bảo vệ. Cũng gọi đây, hàng ngày gọi đây thôi. Rất là bảo vệ, rất là bảo vệ anh hai.
mập làm xong cái này mập thể như thế nào? Thật sự thì từ đó đến giờ chưa làm nên là cũng hơi háo hức. Hy vọng là Lùng sẽ thích á. Hai người có phải là cái type người thích lãng mạn không? Cũng chưa hẳn, cứ thích là cái gì nó thật á, cũng không phải là lãng mạn lắm, nghĩa là Tuấn cũng nghĩ có. Là kiểu Lùn đi là một người làm công việc nghệ thuật sẽ thích mấy cái giây phút lãng mạn một tí. Có, nghĩa là nhưng mà thích kiểu mà hai đứa. Cảm ơn Mập vì nãy giờ đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời của mình. Chắc là mình phải mời Lùn lên để cùng chiêm ngưỡng thành quả của Mập với Tuấn nãy giờ. Thì chắc phải gọi Lùn lên. Gọi Lùn lên. Lên Lùng ơi. Dễ thương không? Không nghĩ sẽ làm như vậy. Rồi, không nghĩ rồi, bây giờ thấy như nào? Really? Nó hơi ngạo một tí đúng không? Ôi trời ơi. Đó. Thank you, Vinamilk. Anh tặng em một món quà như này rồi thì em phải tặng cho anh ví dụ một bài hát hay là một câu hát gì đấy chứ nhở? Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội buông cách xa. Một khi đã yêu, trái tim đành lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Cảm động vậy đó. Cái bài này là bài bằng Mập rất là thích. Hiện tại là bằng Mập đang cài nhạc chung bài này. Thật sự là không có nghĩ là mình cảm động đến vậy. Bởi vì trải qua nhiều á nên là thật sự ngày hôm nay á mình rõ ràng là mình đang sống trong tình yêu. Và không có nghĩ rằng là sẽ có cái khúc này. Thật ra mình nghĩ là mình mạnh mẽ, mình nghĩ là mình sẽ là cái đứa mạnh mẽ chứ không phải là cái đứa mà mất ước như thế này, nhưng mà phải cảm ơn Lùng. Này, cảm ơn Lùng là đã đến bên đời. Và hy vọng rằng là sẽ là cái người đi suốt cùng với mình trên cái hành trình còn dài, còn ở phía trước. Và sẽ rất là nhiều cái khó khăn, sẽ rất là nhiều cái cam go. Tới một lúc nào đó mà mình thấy mình mệt á, thì mình hãy ngồi xuống và mình có thể Nhớ lại những cái gì mà mình đã từng trải qua. Ngày hôm nay á, Lùng là cái người mà đã cho mình biết được là thế nào là gia đình thứ hai, thế nào là một cái cảm giác mà được dẫn về nhà và giới thiệu với mọi người là đây là bạn của con. Trong một cái khung cảnh như vậy thì tôi nghĩ là hai người cần có một cái không gian riêng để có thể chia sẻ những cái điều mà 3 năm qua mình đã cùng trải qua với nhau để chuẩn bị cho những cái bước tiến mới trong tình cảm của mình, trong cuộc sống của mình. Nên tôi xin phép được nhường lại cái không gian này cho Mập với Lùn. Cảm ơn Tân. Ok, cảm ơn Tân. Trước khi Tân đi thì có một quả táo phù thủy dành bạn cho hai bạn. Rồi, hy vọng hai bạn ngon miệng. Dạ vâng, cảm ơn Tân. Hơi xinh xến tí xíu nhưng mà nghĩ rằng là thích đúng không? Cảm ơn Lùng. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là sẽ đứt đúng không? Nhưng mà ai ngờ đâu thì giờ cũng còn đi mà sẽ còn đi với nhau mãi. Lùng có nói gì không? Có quen Mập có vui không? Không. Không vui hả? Không. Tại sao vậy? Thì hạnh phúc và quá vui thôi chứ không có vui. Cảm ơn món quà của Real Life nữa nha. Rất là dễ thương nè.